Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa container và xe máy xảy ra ở huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, khiến hai bà cháu chết tại chỗ. Thông tin ban đầu cho hay khoảng 10 giờ 30 phút ngày 9 tháng 4, xe container kéo theo rơ móc chạy trên đường liên xã, hướng từ huyện Bù Gia Mập đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến thôn Đắc Son 1 xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, xảy ra va chạm với xe máy chạy ngược lại. Cú tông mạnh khiến hai bà cháu, bà 78 tuổi, cháu 14 tuổi chết tại chỗ. Tại hiện trường, container lật ngang bên lề đường đối diện, còn chiếc xe máy vỡ nát nhiều bộ phận. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Bù Gia Mập đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.